Rửa bằng nước muối, ngâm muối, ngâm muối là ngâm rửa nước. Chào mến chào buổi trưa cô chú anh chị các bạn nha. Thì buổi trưa ngày hôm nay em đang có mặt tại phường Mỹ Long của thành phố Long Xuyên, An Giang. Đây nè cô chú anh chị bạn, con đường em đang đứng là con đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây có một cái quán bún cua mà cái tên cũng khá là đặc biệt cô chú anh chị các bạn. Bún cua Ba Tàu nha. Thì trong video hôm nay em sẽ review cái quán bún cua Ba Tàu này cô chú anh chị bạn. Địa chỉ ở đây là số 16 đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Long Xuyên, An Giang nha cô chú anh chị các bạn. Đây nè, thì giờ này cũng khoảng 1 giờ mấy trưa rồi. 11 giờ rưỡi bán. À. 11 giờ rưỡi là mình bắt đầu mình có bún hả chị? Có bún, đúng rồi. Yeah. Em thấy cái tên quán của mình cũng khá là đặc biệt luôn, không biết là cái gốc của mình là ngày xưa là người Hoa hả chị? Không, người Việt. À, người Việt hả? À, người Việt. Ồ, oh, vậy sao mà có cái tên Ba Tàu? Tại chồng mình á, tên Ba Tàu. À, cái tên đó luôn. Tên đó luôn. À, nhưng mà người Việt. Người Việt. Wow, em tưởng đâu mới rồi vô em đọc cái tên đó. Không. Là em ngờ ngợ là có vẻ như là của người Hoa. À, không. À, bởi vì em mới vô đây em review em hỏi tìm hiểu coi sao. Wow. Đây cái nồi bún cua của chị gái nè, rất nhìn rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị các bạn. À. Một tô bún như vậy là mình bán có giá bao nhiêu hả chị? Giá 30.000, bún 30.000. 30.000 là bao gồm có khoanh giò, xương nạc hay là móng? À, là mình chọn một trong ba. Dạ đúng rồi. À. Như vậy là tô xương nạc đây. À, tô xương nạc. Có chả cá nè. Ừ, có cua. Có cua. Có huyết. Có khô mực. Con huyết. Có một con khô mực. Mực luôn. Ừ. Wow. Tôm khô khô mực luôn. Tôm khô khô mực. Ồ đứng đây rất là thơm luôn á. Ừ. À, xong rồi vô chị đãi cho chúng tôi bún luôn. Yeah. Thiệt, chị đãi thiệt mà, tại vì đến cho chị mà. Rồi, em cảm ơn chị trước nha. Để em review xong cái đã, để em quay xong cái đã. Thì em quay xong đi. Dạ. Yeah. Mình bán ở đây như vậy là lâu chưa hả chị? Lâu rồi em, 7 năm. 7 năm hả? Ừ. Là mình bán tại một điểm này thôi, có dời ở đâu không? Lúc trước cái đằng đầu đường, lúc trước nhà cũ mình đặng á, giờ đây mới có được năm mấy. Dạ. Yeah. Xôi lên thơm lắm luôn á. À, mình bán tới tối luôn hay sao chị? Dạ đúng rồi, bán tới tối luôn, 8-9 giờ tối luôn. 8-9 giờ tối luôn ha. Dạ. Yeah. Chị múc khoanh qua bên đây riêng à? Dạ, riêng, múc khoanh giờ riêng, mà chỉ còn mấy nồi nó đang để đồ vô nó nè. Mấy nồi luôn. À, bên đây nữa hả? Đây nè cô chú anh chị các bạn. Mấy thì bên đây là đang nấu, xương nạc với khoanh giò thêm nè cô chú anh chị bạn. Wow. Bên đây là hai nồi to vậy luôn hả chị? Đúng rồi, to luôn. Wow. Mình nấu ngày mấy nồi luôn. Ồ. Oh. Cái nồi cái là nãy là cái nồi cái để múc á, còn mấy nồi này là nồi phụ. Dạ. Yeah. Nồi phụ không mà bự gì rồi đó hả? Cái này là mình xương nạc với khoanh giò với gì, có gì chống đây? À, cua, chả, huyết. À. Rồi củ quả nữa nè. À. Củ cải trắng đồ à, ha. Củ cải trắng, củ cải muối. Nồi này là chuẩn bị vớt ra đó. Mình nấu như vậy là trong vòng bao lâu là mình bán được hay gì? Mấy tiếng? À, sáng 8 giờ chị lại. Sáng 8 giờ chị lại nấu 2 tiếng. 11 giờ rưỡi trưa chị mới có bún. À. Ừ, bún ở đây là 11 giờ rưỡi trưa. Sáng là bắt đầu 8 giờ là mình nấu. 8 giờ là chị làm rồi đó. Thường là quán mình là mấy giờ mới đông khách hay chị? À, đông khách là giấc trưa là 12 giờ trưa là đông một chặp. Rồi giấc chiều là 2 rưỡi đến 3 giờ là đông một chặp. Dạ. Tối là 5 giờ đến 6 giờ, 7 giờ đông. Rồi. Là có 3 cái khung giờ đó là quán đông khách. Đông. Dạ.
cái nồi chính này là mình phải là mình nấu nồi phụ rồi mình mới qua nồi chính mình mới để cài vô hả chị? Đúng rồi, nồi chính là mình gồm có tôm khô, khô mực, củ sắn, cà, quýt, cua. Ồ là nó sôi lên vậy hoài luôn hả? À, sao nó vậy hoài đó. Cạn nước thì mình châm cái nồi phụ qua. Đúng rồi, nước cạn nước mình múc gần hết thì châm nồi phụ qua. Dạ. Bên đây là cái nồi xương cái nạc. Xương nạc. Xương nạc riêng nè cô chú anh chị bạn. Một tô vậy là có giá 30. Đúng rồi, tô vậy là 30. Thường người ta có kêu cua thêm hay quýt thêm này kia không chị? Chỉ như cái tô vậy mình lên cái khoanh nó là 50. À. Còn tô vậy thì 30. Còn nếu đặt lên cái khoanh hoặc đặt lên cái móng là 50. À. Rồi một tô huyết thêm như vậy là chị tô bán có giá nhiêu? Huyết thêm là 10. 10 ha. Cua với quýt là 20. À. Rồi ví dụ như người ta ăn một tô bún thêm thôi. Bún thêm bình thường chị bán giá nhiêu? 10 ngàn ha. Tô mì thêm cũng 10. Yeah. Mình có bún với mì, có hai thứ thôi ha. Bún với mì. Dạ. Phía bên đây là cái bàn để rau nè cô chú anh chị bạn. Rau rồi nước chấm nè. Tỏi sấy, ớt, chanh, rau mùi. Ăn bún mà ghiền luôn hả? Cái tên mình cũng khá là đặc biệt luôn á. Cái tên đó mà nên sự nghiệp đó. Cái tên đó nên sự nghiệp luôn hả chị? Đúng rồi, cái tên là nên sự nghiệp luôn. Có ai ăn rồi có người ta có hỏi thắc mắc đồ hỏi giống em không? Có hỏi giống em. Nhưng mà chị nói không có, tại chồng chị tên tên Ba Tàu thôi chứ không phải người của Trung Quốc. Nhỏ tại ảnh mập quá đó. Yeah. Cái đầu cái bà ngoại á. Ủa như vậy là cái đó là tên đặt kêu bằng là không tên, phải trong giấy khai sinh. Tên thường dùng ở nhà tên, thôi. À, tên Ba Tàu. Dạ, yeah. còn tên trong giấy khai sinh là tên khác. Giấy khai sinh là tên khác. Dạ. Yeah. Cái đó dùng ở đây ai cũng gọi anh là tên anh Ba Tàu à chứ. À vậy ha. Ừ. Tên thường dùng cũng gọi là anh Ba Tàu luôn. Nhiều yeah. người á như ở xa lại thấy trên YouTube này kia đó. Yeah. Nói lại bán tôi bún Ba Tàu. Chị mất cười nói tôi bún Ba Tàu. Rồi lúc đó mình bán tôi bún làm sao? Rồi cái đầu cái chị mới hỏi ở đây bún Ba Tàu là có xương nạc, có khoanh, có móng. À. Em ăn cái gì? Cái đầu nói là em ăn khoanh, hoặc là em ăn móng gì đó. Hoặc là em ăn xương, hoặc là em ăn cua, chả quyết. Vậy đó. Cười lắm, nhiều người lạ trên Sài Gòn xuống đó. Chị bán cho em tôi bún Ba Tàu. Rồi có phải là cái tên Ba Tàu như vậy là thành ra mình lấy cái giá là 30 luôn không? Không. Lúc đầu tiên thì chị bán chị có là 20, 25. Yeah. Từ từ vật chất lên chị lên 30. Yeah. 30 là hình như là 3 năm nay. 3 năm nay. Giữ giá đó 3 năm nay. Giữ giá là 3 năm nay. Thì khi đồ nó lên đó nhưng mà chị không có lên giữ giá là 3 năm nay. Tại vì chị bán số lượng rất là nhiều. Yeah. Chị nhờ cái số lượng rất là nhiều thôi. Lời rất là mỏng. Nhưng mà số lượng nó nhiều lắm cưng, nhiều lắm. Nhưng chị tới 6 đứa. 6 người là hơi. Bây giờ nó sáng 3 đứa, chiều lại 3 đứa. Mà tại vì bữa nay nhỏ kia nó mắc con nó bệnh nó nghỉ một đứa. Vì 6 người lắm. Hai tô khoanh có một tô của ảnh. Để qua đây cho gáo hả cô? Để cho gáo nướng xong rồi đưa vô đây. Dạ. Đó. Về ăn nó mới ngon. Vô bọc ha. Vô bọc.
vô bạc nước chung. Chiều gọi điện cho em mà vô thêm không? Không rảnh không? Là 7 giờ đó, chỉ cho em mà vô không? Thôi không, rảnh không mà. Không rảnh không? Vô đậm bình luận đồ nhiều vô. Quyết thì là 10. Đây này cô chú anh chị các bạn, thì nãy giờ em cũng có review cái quán bún cua Ba Tàu á, ở đường Nguyễn Đình Chiểu, số 16 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang đó. Ở đây em có kêu ra một tô bún nè. Đây tô bún xương nạc cô chú anh chị các bạn. À, tô bún như vậy có giá là 30.000 nha. Đây nè, một xương nạc cũng rất là to luôn cô chú anh chị các bạn. Đây nè. À, rất là to luôn. Tô bún cũng rất là bự nè. Cua đồ rất là nhiều luôn. Ly trà đá thì ở quán bán 2.000 nữa cô chú anh chị các bạn. À, đây nè, cua rất là nhiều luôn nha. Rồi xe là bóp nổ như pháo như súng đạn mà nó bắn. Đây, đây em thử một miếng cua nha. Liên hồi. Đây em mời cô chú anh chị các bạn nha. Cua rất ngon của chú anh chị bạn. Buổi trưa ăn tô bún này cái này no luôn của chú anh chị bạn, rất là nhiều luôn.